Nhìn gì con kia? Mày nhìn cái gì? Chọc lòi mắt thế bây giờ. Không đi làm chỉ ăn như heo, đã thế hay chè treo. Tôi chè treo. Hai đứa mày lội đông xem ai hơn, tem vịt cao bầm đầu. Nhìn cái đi, con ngon cái đầu. Nó bốc phét. Mày đáng chết. Cho mày chết. Đây mới chấm hết. Hai bàn tay đập cho thật đau để không thể không thể cãi trả. Thập bát trưởng sang phi đá cước, tát trước đấm sau chẳng cần đảo bước. Ông bố đây hiện nguyên hình máu kẹo con nghèo, con nghèo vắt vẻo. Mày phản kháng. Thật là quá đáng. Hãy xem tao phản. Bông ơi mau hiện lên để sơi cơm ngon lành nhà mình em bông ơi. Thực đơn có canh rau mồng tơi với hai địa lạc ra, thích chi em mau chóng ăn. Đồ nghèo khi lại còn gì, nếu mày không ăn tao đổ đi. Con này khôn vãi cả lông, loại mày đây làng tao cả đống. Kia chị Tâm đang gọi bông, cơm nhà ta chẳng lẽ của không. Nào thì nông thịnh bạc phong, phen này tao cho nó vào lòng. Làm gì căng thế? Làm gì căng thế? Tao khổ quá mà. Có biết là con cắm ngu si, muốn tông mày khỏi đây. Vậy á? Cho tao ăn thịt rồi tao sẽ zoom bay. Còn dành này. Cái loại cá như mày chỉ xui tao làm bậy. Nhưng mà giết nó thì không ai làm hại được mày nữa. Mày ngồi đây làm gì? Gì ơi gì? Tao nói cho con gì ơi? Đi về Giang Châu. Dạ. Đi. Dạ vâng ạ. Bây giờ hai mẹ con mình làm gì nhở? Không biết. Bây giờ ấy con trẻ bống lên giết. Được. Mày đi giỏi giết tao đi. Mày dám? Mày con chó này, con điên lắm rồi. Giết nó mẹ. Đi tìm cái đầu tao. Tìm cái tao đi mày đi. Tiếp đi! Úi dồi, con điên này! Đi rồi mẹ ơi! Đi ngoái đi, ngoái đi! Chọc chết đi, chọc chết đi! Mày! Chọc nó, chọc nó, chọc! Chọc! Mày! Yeah. Ôi chọc nó! Bắt nó, bắt nó! Mày! Con, để con! Con lên! Con lên! Con lên! Con lên! Kéo lên! Ngoái! Lên rồi vòng! Ngoái! Bóng rồi! Bóng 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 bóng! Bà con ơi! Tiền bạn đời! Cho vua tôi! Triển ngay, triển ngay! Con thật xinh mặt như Ngọc Trinh, vua thấy là phát kinh. Vì hơi kém, mà như hôm em vẫn bật son em vì ngó thức xem. Con nhà quê, đi đú tận đâu mà tô điểm thấy ghê. Tao đi đùa, để là vợ vua. Ở nhà nghe chưa? Tâm ơi, hay chia hai loại đồ đó ra. Hai mét này tôi chỉ được đi chơi. Mày biết chứ tao đâu giờ hơi, chắc sợ tao được rơi, lấy vua sẽ lên đời. Em vào trước, em là cam. Em mặt xinh tình cũng hiền ngoan. Vua đừng tin, không lại toang.
Con này chuyên trồng khoai dưa hán. Con này lao, vô cùng lao, phải để tao đặt mới chịu sao. Xông vào đây, tao độc áo, xiên mày ngay mà không cần sao. Được người ta yêu thương, cảm biến mà chàng ơi. Hai ta về là một đôi uyên ương, mãi mãi không xa rời.